thưa đồng chí đại tá Lê Văn Bích, ủy viên ban thường vụ quận ủy, trưởng công an quận 8. Kính thưa đồng chí Phạm Quang Tú, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8. Kính thưa tập thể ban chỉ huy công an quận 8. Kính thưa lãnh đạo ủy ban đảng ủy ban phường 7 quận 8. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban quận 8. Kính thưa toàn thể hội nghị, kính thưa toàn thể quý bà con thương nhân có mặt trong buổi hội nghị hôm nay. Kính thưa toàn thể hội nghị, hôm nay công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền rất vinh dự được chọn là nơi tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại của 6 tháng đầu năm, từ đó để đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trung tâm thương mại Bình Điền bao gồm chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là dự án trọng điểm của Ủy ban nhân dân thành phố, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về ách tắc giao thông, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chợ Bình Điền đi vào hoạt động từ năm 2006, đến nay ngày càng phát triển với quy mô, sản lượng và giá trị luân chuyển hàng hóa. Ngoài việc là đầu mối cung cấp hàng hóa thực phẩm cho thành phố và các vùng lân cận, còn góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, nâng cao năng lực kinh doanh của các nhà buôn bán lẻ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, tham gia bình ổn thị trường, giải quyết việc làm nhiều lượt lao động trên địa bàn, tạo nguồn thu ngân sách và phát triển kinh tế địa phương. Sự quan tâm của hỗ trợ của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương và công an quận 8 trong suốt thời gian qua, công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác vệ sinh môi trường tại chợ Bình Điền đã hỗ trợ cho chợ hoạt động vào ngày càng ổn định và phát triển. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chợ Bình Điền đã và đang từng bước phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn quý bà con thương nhân đã đồng hành cùng công ty chợ Bình Điền chấp hành chủ trương của nhà nước, chung tay xây dựng cho chợ, công ty chợ chúng ta được sạch đẹp, an ninh trật tự như ngày hôm nay. Xin cảm ơn quận ủy, ủy ban nhân dân, công an quận 8 và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ cho chợ Bình Điền trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong chính quyền địa phương, các cấp, công an quận 8 tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để công ty chợ Bình Điền thực hiện tốt chủ trương của đảng bộ và chính quyền thành phố trong công tác quản lý điều hành chợ Bình Điền hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực thực phẩm thành phố và các vùng lân cận. Kính thưa hội nghị, thì tôi xin đại diện công ty Bình Điền là tiếp thu chỉ đạo của đồng chí thành ủy viên bí thư quận ủy quận 8 sẽ tiếp tục cam kết tiếp tục thực hiện về công tác vệ sinh môi trường cũng như là về an ninh trật tự của chợ, và cam kết với quý bà con và hội nghị, và chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho thương nhân phát triển, làm sao để tạo mọi điều kiện phục vụ tốt nhất cho bà con thương nhân về yên tâm sản xuất kinh doanh và góp phần đóng góp về cái việc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Sau cùng, tôi xin thay mặt công ty kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý bà con thương nhân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và xin trân trọng cảm ơn.